ai mà dám giữ người đến 10 năm. Luân hồi vô, không có thứ gì là giả. Sẽ có ngày địa phủ này nằm gọn trong tay ta. Con đường Tây Du luôn nằm dưới chân, cũng luôn nằm trong tim. Thế Tôn làm gì cũng có lý do, còn tại sao chọn ngươi thì... Hey, Bạch Long công chúa lại bỏ nhà ra đi, ta lại cố nữa rồi đây. Có biết cái gì gọi là tan tan tàn không? Trong Long Cung mới là nơi an toàn nhất. Tại sao Bạch Long nhất định không nghe ta? Đùa biến, không phải đùa càng. Thank you.
có biết cái gì gọi là tan tan tạc